Houston. Khi là hội trưởng có nói là muốn tổ chức sang năm 2013 sẽ tổ chức ở đâu? Một là nghe này là ở Washington, cái con chỗ nào nữa thì tôi nhận. Nhưng mà nghe này Washington thì tôi mừng quá, tôi giơ tay hai tay luôn luôn. Những thứ hai nữa là đến đó mình gặp được nghe là bạn bè đông. Sở dĩ tôi gắn bó với ngày của mình của Nhu đó là từ hồi mà tôi đi học của Đức ra, xong xuôi rồi đó thì một cái cơ may mà tôi được về cái ngành của Nhu. Và nhờ cái ngành của Nhu đó mà cuộc đời của tôi từ một kẻ khổ cực với mồ côi cha mẹ mà chúng tôi được lên để đi Mỹ, đi Pháp rồi đi học hỏi xứ người. Thành ra tôi thấy rằng cái ngành của Nhu đã giúp đỡ riêng cái bản thân tôi rất là nhiều. Vì vậy tôi phải mang ơn cái ngành của Nhu và tôi rất thương cái ngành của Nhu. Tôi cảm thấy là rất là thoải mái và rất là vui vẻ, gần gũi hơn bất cứ lần nào. Bởi vì các anh tổ chức sắp xếp chương trình rất nhịp nhàng và anh em lâu ngày gặp nhau được nói chuyện nhiều. Những cái cuộc gặp mặt anh em Quân Nhu đó là một cái, dường như nó là một cái sự thôi thúc tự nhiên, nó có một cái tình cảm gắn bó. Với ngày hôm nay thì nó một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt, được gặp lại những người thầy, những người bạn, và đặc biệt là có những người bạn rất là thân. Thành ra trong một cái không khí rất là gia đình đầm ấm, nó vui vô cùng. Tôi cũng có đi dự những buổi này buổi kia nhiều lắm, vừa quân đội vừa ngoài cũng có, thì chào cờ cũng có. Nhưng mà tôi phải nhận rằng đây là một cái buổi chào cờ nó có tính cách đặc biệt, rất hay. Đó là buổi chào cờ rất đẹp, rất tốt, rất nghiêm chỉnh. Rất được hân hạnh được cùng chung và góp sức với anh Thư trong cái vấn đề lưu lại những hình ảnh kỷ niệm của Đại hội Quân Nhu, Hội Ngộ Quân Nhu năm 2013 tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Về cái ngày tổ chức ngày hôm nay của Quân Nhu thì chúng tôi có xin một điều bái phục là quý vị trong đơn vị ngành Quân Nhu đã nhiều người đã lớn tuổi nhưng mà đều có sự hiện diện và có một cái tinh thần kỷ luật rất cao và có cái sự tương kính giữa các cấp chỉ huy của Quân Nhu. Cái việc mà Quân Nhu bầu lại cái coi như là hội đồng điều hành của Quân Nhu thì chúng tôi thấy đó là một cái thủ tục rất là giản dị. Thank you.
có bên đây này chị Thư, ở bên khóa bên đây đó. Đó, đi có gì chuyện này không? Có tiếng nói thấy chưa? Có kèn á. And we're also going to get our exercise today. We are going to walk a mile and a quarter. And then if you all have any questions, please feel free to ask me. Once again, my name is Stephanie. Then from there, you still have your natural seepage coming into the cavern, which carries the mineral deposits that build up over time to form our stalactites that hang tight to the ceiling. And our stalagmites that might reach the ceiling. And then when those two grow together, they'll form a column. Now it does take a long time for a column to form. It takes about 120 years just for 1 inch to grow. Virginia. He started working on the organ in 1954, and he did not finish it until 1957. And it took him so long to complete the organ, because he went around to over 3,000 stalactites, tapping each one to get the right pitch for the notes he needed. There are 37 notes.
Lên trên chuyển đi. Cái ông kỹ sư ông làm từ 1954 đến 1957 thì xong. Thank you.